mến quay trở lại cùng với các em Sẽ cùng nhau đi khám phá, cùng nhau đi tìm hiểu về một cái đề số 02 Mà chị muốn đề cập với các bạn ở trong buổi ngày hôm nay Đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về đề bài như sau Đề bài chúng ta có ngày hôm nay sẽ không phải là đề bài nghị luận xã hội nữa Mà chúng mình sẽ cùng nhau đi chữa và đi giải một cái đề liên quan tới nghị luận văn học Đề bài của chúng mình sẽ là phân tích nhân vật tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, được không nào? Phân tích nhân vật Tràng. Trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Ok, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì uh, chị uh, mấy hôm Tết gọi là ăn uống xả ga quá, thế nên là bị uh, mất giọng. đến ngày hôm nay thì uh, giọng đỡ hơn một chút xíu, thì mới có thể quay trở lại cùng với các bạn. rất là lâu rồi thì mới quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì là các bạn cũng thông cảm cho chị nhé chị cũng có khá là nhiều những cái công việc gia đình cần những cái công việc cần phải giải quyết thêm vào đấy thì cũng về quê ấy thế nên là cũng không có nhiều thời gian dành cho các bạn được mấy hôm vừa rồi có lên hà nội rồi nhưng mà đấy em thấy đấy giọng của chị bây giờ vẫn còn chưa được trở lại như bình thường ấy đấy nó vẫn đang hơi bị kiểu nghẹt mũi một tí ấy nên là mong là các bạn cũng sẽ thông cảm giúp cho chị nha các em sẽ thông cảm giúp cho chị à, chị mong rằng là à, chị mong rằng là các bạn các em có thể cùng với các em có thể cùng với chị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết cái đề bài này. Ngày hôm qua thì chị có phát một cái clip trực tiếp đúng không ạ? Một cái phần phát trực tiếp đó là cái clip mà chị phát lại thôi. Còn cái clip đó thì thuộc ở trong cái lớp học online của chị. Có rất là nhiều bạn ra Tết đã bắt đầu lo lắng nhiều hơn cho việc học văn rồi. Thế nên chị mong rằng là mình có thể trở thành người cùng với các bạn chúng ta sẽ có được một cái cách học môn văn tốt hơn hiệu quả hơn được không ạ còn bây giờ thì không không bàn tán nhiều nữa nhá bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái đề bài này và chúng ta sẽ cùng chữa với nhau được không ạ để xem là đối với một cái dạng đề nghị luận văn học mà đề bài ở đây lại là về một nhân vật thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào chị không có nhiều thời gian nên chúng mình sẽ bắt đầu luôn với nhau nhá Ok, cảm ơn Huyền nha, cảm ơn em <laughs> Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn Bố cục của một bài viết bao giờ cũng sẽ bao gồm 3 phần Đó là mở bài, thân bài và kết bài, đúng không ạ? Ở phần mở bài thì chị nghĩ rằng là chị không không cần phải chị không cần phải nói quá nhiều nữa bởi vì chị đã hướng dẫn cho các bạn ở đây chị sẽ gợi ý cho các bạn những cái cách mà các em đi thôi. Các em có thi, có thể đi từ đề tài, chúng mình có thể đi từ đề tài người nông dân này đúng không ạ à, nhân dân lao động trước cách mạng này ok chưa nhá hoặc là chúng ta cũng có thể đi từ tác giả thì ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin mà các bạn đã tìm hiểu về nhà văn kim lân rồi nên là chị mong rằng là các bạn có thể làm được luôn cái phần này và nhớ nhá Chúng ta sẽ chỉ dùng mở bài, chúng ta sẽ chỉ dùng cái khoảng thời gian quy định cho mở bài của chúng ta là 5 phút thôi Nên chị mong là các bạn cũng sẽ cố gắng viết cái phần mở bài này thật là nhanh giúp cho chị Ok không nào? Nhá, về đề tài này, về tác giả này, được không ạ? À? Hoặc là chúng ta có thể đi từ một cái nhận định cũng được Ok không? Thì ở đây các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng cái nhất định của nhà văn Nguyên Hồng khi nói về nhà văn Kim Lân đúng không nào ok không rồi thì chị đã gợi ý luôn cho các bạn như vậy rồi chị mong là các em chị mong là các em cũng sẽ dễ dàng trong các em cũng sẽ dễ dàng để uh, viết cái phần mở bài này hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng luôn một cái nhận định tức là khi mà kim lân nói về tác phẩm của mình ấy nhà văn nói về tác phẩm ok chưa nào nhá Thật ra là còn rất là nhiều những cái cách mở bài nữa Nhưng mà chị mong là các em cũng sẽ tiết chế lại Tức là chúng ta không nên viết một cái mở bài quá dài đâu Ok không ạ? À? Dung lượng cái trang viết khoảng chừng như thế này Thì cái phần mở bài của chúng ta chỉ nên chiếm 1 phần 3 thôi Ok không? Lưu ý cái điều này giúp cho chị nhá Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái phần chính là phần thân bài đây là phần mà các bạn hỏi chị rất là nhiều ngày hôm nay chị hướng dẫn cho các bạn cái dạng đề này để từ bây giờ các em sẽ không hỏi chị về cái việc là chúng ta sẽ phân tích một cái nhân vật như thế nào nữa nếu như hôm qua các em có cái có xem cái phần livestream của chị khi mà chị nói với các bạn về việc là à dạng đề phân tích đặc biệt là đối với phân tích thơ thì chúng mình phải làm như thế nào thì ngày hôm nay chị lại đang chữa cho các bạn một cái đề về văn xuôi đúng không chị nghĩ rằng là um, chị sẽ không phát cái phần về văn xuôi nữa đâu bởi vì nó thuộc buổi hai trong cái khóa học cơ mà nếu như các em đang băn khoăn muốn tìm một cái khóa học ôn phù hợp ra Tết đây cũng là cái giai đoạn nước rút rồi bởi vì chúng mình sẽ chỉ còn khoảng 3 đến 4 tháng nữa để có thể ôn môn văn thôi, không còn quá nhiều thời gian nữa nên là chị hy vọng là cái khóa học số sắp tới đây của chị sẽ giúp cho các bạn tìm được một cái địa chỉ hợp lý nhất, tìm được một cái địa chỉ tin cậy nhất để chúng ta cùng ôn thi với nhau nhá. Tất nhiên là luôn luôn mang một cái cam kết là chị cùng với team của mình luôn tạo ra cho các bạn một cái môi trường học cực kỳ là thoải mái Thế nhưng cũng cực là kỳ là kỷ luật Thêm vào đó là cái sự theo dõi sát sao thì chị hy vọng Và đã có rất là nhiều bạn tiến bộ Chị cũng tin là các em sẽ tiến bộ thôi Khi mà các em tham gia cùng với lớp học của chị Thì nên hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin Fanpage học văn chị Hiên để dành cho mình Những cái slot cuối cùng tham gia Vào cái lớp văn tới đây của chị nhá Vì đã có 60 bạn đăng ký rồi uhm, Chúng mình sẽ chỉ còn 20 bạn nữa thôi là lớp học sẽ đóng lại Và chúng ta sẽ bắt đầu học với nhau Thế nên chị hy vọng là sẽ sớm Được gặp các bạn ở trong lớp học văn online này nha ok rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với chị ở trong phần thân bài hãy nhớ giúp chị đề bài của chúng ta là phân tích nhân vật đúng không ạ chị thấy nó cứ hay bị loá đề bài của chúng mình là phân tích nhân vật đúng không vậy thì ở trong cái phần đề bài này chúng mình sẽ làm gì nếu như cái đề bài chúng ta cho là vào nhân vật có phải tự nhiên viết luôn vào nhân vật không à bao giờ cũng vậy chúng ta luôn luôn phải có luận điểm một nói về tác giả tác phẩm Câu hỏi dạo gần đây mà các bạn đặt ra rất nhiều cho chị đó là chị ơi, nếu như ở trên phần mở bài em đã dùng những cái ngữ liệu về tác giả rồi, thì liệu rằng ở cái phần thân bài trong luận điểm 1 này thì em viết cái gì đây? Em viết cái gì về tác giả đây và em có cần thiết phải viết nữa không? Thì một cái lời khuyên nho nhỏ dành cho chị là các bạn cũng nên, được không ạ? Các em cũng nên là viết thêm một vài dòng nữa về tác giả những cái ý ở trên chúng ta đã nhắc ở phần mở bài rồi thì chúng ta sẽ không nhắc lại nữa hoặc là các bạn không để gì ở đây cũng được nhưng mà nếu làm như thế thì cái phần dẫn vào hoàn cảnh sáng tác nó sẽ khá là khó khăn ok chưa ở đây nhá chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn như thế này nếu như mà các bạn đã sử dụng ngữ liệu về nhà văn kim lân để mở bài rồi và các bạn nói luôn là nhà văn kim lân là nhà văn thường viết về đề tài nông thôn và nông dân việt nam rồi sau đó dẫn vào tác phẩm vợ nhặt là một trong số những tác phẩm tiêu biểu ví như thế vậy thì ở trong cái phần thân bài này chúng mình sẽ viết gì à chúng ta hãy nhớ giúp cho chị rằng khi mà nói về đặc điểm con người của nhà văn kim lân thì có một cái đặc điểm mà chúng ta thường lưu ý đó là kim lân là một trong những cái tấm gương về nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống bởi vì bản thân kim lân chỉ học hết bậc tiểu học thôi Thế nhưng mà sau này bằng cái khả năng tự học của mình và bằng cái tinh thần ham học hỏi của mình, Kim Lân đã trở thành một nhà văn vô cùng nổi tiếng mặc dù chính xác là hình ảnh của một con người gì ạ? À? à cả cuộc đời của mình một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đúng không nào? Thế đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đó để đưa vào. Phải không ạ? À? cuộc đời của nhà văn kim lân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách thế nhưng chính những khó khăn và thử thách đó lại là môi trường để tôi luyện và đưa kim lân trở thành một trong những hình tượng sáng ngời về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống có lẽ cũng chính bởi Uh, cũng chính bởi niềm lạc quan tin yêu vào cuộc đời này đã ảnh hưởng và chi phối rất lớn tới những tác phẩm của nhà văn kim lân tất cả những sáng tác của nhà văn kim lân đều hướng bạn đọc đều hướng những nhân vật của mình tới một gì ạ tương lai tươi sáng và niềm tin vào cuộc đời một trong số những tác phẩm tiêu biểu đó chính là chuyện ngắn vợ nhặt ví dụ là như vậy hiểu không chuyện ngắn vợ nhặt được sáng tác dựa trên một phần cốt truyện của tiểu thuyết xóm ngụ cư được sáng tác gì đấy Ok không ạ? Các Em có hiểu với chị không? Các bạn ơi, chị chỉ còn lại với các em là tầm 15 phút nữa thôi nhá Tại vì một lát nữa thì chị uh, có việc một chút xíu rồi Thế nên là chị chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi nên là chị sẽ cố gắng nhanh một chút Tại vì chị sợ là nếu như mà chị không nhanh thì sẽ không kịp Ok không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Hiểu cách dẫn dắt không ạ? Ngày hôm qua thì cũng đã có một bạn đặt cho chị một cái câu hỏi là Chị ơi bây giờ em biết dẫn dắt như thế nào đây? Thì chị luôn luôn nói với các bạn ấy rằng là Đối với bản thân các bạn trong quá trình diễn đạt Nếu như mà không có cách gì để có thể kết nối và dẫn dắt Ngoại trừ cái việc các em sử dụng quan hệ từ Thì các em hãy lựa chọn một cái điểm gọi là cái sợi Gì ạ? À? Một cái sợi móc tương đồng Được không ạ? À? Một cái điểm tương đồng giữa hai cái vấn đề Các em định viết sau đó dùng cái đó để kết nối lại với nhau Ok chưa nào? Nhá các em ơi chị vừa nói như vậy Các bạn có hiểu không ạ Hay chị nói nhanh quá Nào cho chị một và vài comment nhá Chứ không là cứ giảng hoài Mà các bạn không tương tác gì với chị Thì cũng buồn lắm Nào các em ơi Quay trở lại chưa ạ Các bạn quay trở lại chưa Nào các em có hiểu phần chị vừa nói Về cái luận điểm 1 giúp cho các bạn không ạ Các em sẽ nói về tác giả Và tác phẩm như vậy em có hiểu không? Ui giờ mới chào chị Trời ơi Giờ mới chào chị Chị giảng sắp xong rồi Giờ mới chào chị Thôi chị không giảng lại được đâu nhá Kim Chi nhá Một lát nữa dành thời gian để xem lại giúp chị vậy nha Tại vì chị không có nhiều thời gian ấy Ừ thế một lát nữa thì sẽ xem lại Đấy Đấy sẽ là cái cách kết nối của chúng mình Ok chưa? Nhá Đó sẽ là cái cách kết nối của chúng mình Xong luận điểm 1 Và Ở đây theo cái lộ trình như sau Một vài ý về tác giả Kim Lân này. Tác phẩm. Viết năm 1954. Nhưng mà dựa trên gì ạ? À một phần của tiểu thuyết xóm ngụ cư. Được viết vào năm 1945. Được không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ dẫn sang cái gì đây? À dẫn sang nhân vật trà Ok chưa ạ? Sau khi nói xong về tác phẩm xong chúng ta sẽ dẫn vào Tìm hiểu về chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Một trong những nhân vật để lại nhiều ấn tượng đối với bạn đọc Đó chính là nhân vật anh cu chàng Ok chưa ạ? Hiểu chị ông nào? Nhá, thì đây sẽ là cái lộ trình mà các bạn đi nhá Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục chuyển sang luận điểm thứ hai đây là một luận điểm rất quan trọng ở trong dạng đề phân tích bởi vì đây sẽ là luận điểm mà các bạn phải làm chính nhất là cái luận điểm quan trọng nhất là cái luận điểm tiên quyết nhất để xem là các bạn có được điểm cao nhất hay là không ok chưa ạ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích hãy nhớ luôn luôn phải làm sáng rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật đây là hai giá trị mà các bạn sẽ cần phải làm sáng tỏ nhất giúp cho chị. Còn phần liên hệ mở rộng cũng rất cần thiết nhưng mà chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ linh hoạt cái phần đó. Trước tiên là phải nắm thật là chắc về cái phần này đã. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Các bạn ấy rất là băn khoăn khi mà chúng ta chuyển từ luận điểm 1 sang luận điểm 2 thì chúng ta làm như thế nào để kết nối. Chị sẽ đưa cho các bạn một cái rất là đơn giản để các bạn có thể bắt đầu luôn vào trong cái luận điểm 2 này của mình. Nếu như chúng ta thấy rằng ở luận điểm 1 chúng ta đã kết thúc ở nhân vật anh cu chàng thì tôi sẽ coi như đây chính là một cái mạch nối để tôi nối xuống luận điểm 2. Thì ở đây tôi sẽ bắt đầu đó chính là gì ạ? Anh cu chàng, đúng không ạ? Chàng là nhân vật chính Trong chuyện ngắn vợ nhặt Của nhà văn Kim Lân Hiểu chị không ạ? Có nghĩa là chị nêu vai trò của nhân vật Đối với dạng nhân vật là chị sẽ nêu vai trò của nhân vật Chị coi đó chính là cái câu kết nối Để chúng ta có thể kết nối được giữa luận điểm 1 và luận điểm 2 với nhau Ok không nào? Hiểu ý chị muốn nói không ạ? Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu phân tích Nhưng các em ơi, hãy nhớ giúp cho chị một điều Sau này, nếu như chúng ta đi thi Mà có vào dạng đề phân tích nhân vật Thì đừng có dạy gì mà ngay lập tức rằng Nhân vật anh cu chàng này đang đặt ở trong bối cảnh này Nhân vật anh cu chàng đang ở trong bối cảnh kia Mà hãy giúp cho chị làm sáng tỏ Giới thiệu về lai lịch Nguồn gốc ngoại hình hoàn cảnh đã hiểu ý chị ông nào nhá. Đây sẽ là những cái đầu tiên mà các bạn phải làm sáng tỏ trước chứ không phải là ngay lập tức lao vào phân tích nhân vật anh cô chàng luôn. Được không ạ? À? không phải là ngay lập tức lao vào đâu nhá. Lao vào như vậy là không ổn đâu. Mà các bạn phải nói cho người ta biết đó là nhân vật tên là gì, quê ở đâu, ngoại hình bên ngoài như thế nào, hoàn cảnh ra sao. Hiểu không ạ? Để cho người ta biết cái nhân vật này đã, trước tiên người ta phải biết là tôi đang được tiếp xúc với cái gì đã, chứ không phải là ngay lập tức lao vào nhân vật anh cu chàng gặp nhân vật người vợ Nhật ở trong chợ ví dụ như thế. Không phải như vậy. Ok không ạ? Nha. Rồi, thì từ cái nguồn gốc lai lịch hoàn cảnh này, chúng ta sẽ có những cái nhận định ban đầu về nhân vật. À. Được không ạ? Nhận định ban đầu về nhân vật. được chưa chị lấy một cái ví dụ đơn giản ở trong cái đề này đó chính là gì ạ à chàng là một người dân ngụ cư nghèo khổ phải không ạ à, mang trong mình một cái hình hài là gì à mang trong mình một cái hình hài là gì nhỉ các bạn nhỉ? à, à anh sống cùng với mẹ già gia cảnh thì nghèo túng à, sống cùng với mẹ ở một ngôi nhà vắng teo đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lồn nhồn những búi cỏ dại. Đã vậy, chàng lại còn có ngoại hình xấu xí và thô cạch. Với vài nét bút phát hỏa giàn đơn thì chàng đã hiện lên ở trong mắt người đọc giống như một thằng đần, một thằng ngốc trong câu chuyện cổ tích. Khi mà nhà văn đã miêu tả cái lưng của anh cu chàng thì như lưng gấu, cái mặt thì ấn tượng bởi hai con mắt nhỏ tí gà gà, quai hàm bạnh, thêm vào đó nhà văn kim lân cũng đã dùng một cái câu chữ để nói về ngoại hình của anh cu chàng đó chính là một cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa thế nhưng mà ngoại hình xấu xí như vậy gia cảnh nghèo khó như vậy nhưng bên trong anh cu chàng lại chứa đựng một cái trái tim vô cùng ấm áp và một tâm hồn vô cùng lương thiện được không ạ à? sao chúng ta viết tiếp hiểu chị ông nào nhá thì đấy sẽ là cái đánh giá đầu tiên của chúng ta về nhân vật và chúng ta sẽ nói ra hoàn cảnh của nhân vật anh cu chàng với tất cả những cái gì hội tụ ở nhân vật này Thì anh cu chàng chắc chắn là sẽ ế vợ Đúng không? Chứ chưa nói gì đến việc là nhặt được vợ Vậy mà một cái câu chuyện không ngờ đã xảy ra Ok chưa nào? Sau chúng ta sẽ dẫn dắt Và khi nói về cái lai lịch ngoại hình hoàn cảnh xong Chúng mình sẽ nói về diễn biến tâm trạng Được không ạ? À? Chúng mình sẽ nói về diễn biến tâm trạng Ok không? Nhá. Yeah. Chúng mình sẽ nói về diễn biến tâm trạng thì ở đây, chị sẽ chia cho các bạn rất rõ ràng. Diễn biến tâm trạng của nhân vật anh cu chàng sẽ có hai lần gặp gỡ. Trên đường về nhà. Về đến nhà. Buổi sáng hôm sau không ạ? À? Và cả một cái hành trình dài như vậy, chúng ta nhận ra được cái sự trưởng thành của nhân vật này. Phải không ạ? À? Chúng ta nhận ra được cái sự trưởng thành và chúng ta nhìn thấy được cái tương lai tươi sáng của những con người này. Và các bạn ơi, đây chính là cái luận điểm 3. Chúng ta tiến hành khái quát đây là khái quát về nội dung ok chưa chúng ta sẽ có giá trị nghệ thuật thì ở đây nghệ thuật chúng ta sẽ tổng kết về cái gì ạ à cách kể chuyện này nghệ thuật trần thuật này lối kể chuyện này đúng không ạ à? cách sử dụng từ ngữ này xây dựng tình huống chuyện này chi tiết chuyện này đúng không xây dựng hình tượng nhân vật này ok chưa nào nhá Thì ở trên đây các bạn cũng sẽ lưu ý giúp cho chị này Hai lần gặp gỡ thì ban đầu rất là bối rối và e ngại Trên đường về nhà thì lại thể hiện cái sự thích trí Rất là tự đắc, đúng không ạ? Rất là hạnh phúc cái cảm giác hạnh phúc đã chạm đến trái tim của người đàn ông này rồi Đúng không? Khi về đến nhà thì ban đầu thì vô cùng ngượng ngùng về gia cảnh gieo neo của mình thế nhưng mà sau đó thì lại như thế nào ạ à ngay sau đó thì đã rất là bối rối cứ ngờ ngợ như là cái việc mình có vợ giống như là không phải rồi cứ chạy ra ngoài lại ngó vào trong sốt sắng đợi mẹ về đúng không ạ à? sau đó buổi sáng hôm sau thì lại cảm thấy rằng là bản thân mình cảm thấy khoan khoái cảm thấy tâm hồn mình khoan khoái lừng lơ như người đi từ người bước từ giấc mơ đi ra này sau đó như thế nào ạ à? cảm thấy rằng là quan sát mọi khung cảnh xung quanh và thấy là mình cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình có trách nhiệm hơn với vợ trách nhiệm hơn với mẹ và cuộc sống sau này của gia đình mình cùng với vợ và mẹ xây dựng một cái cuộc sống thật là tốt đẹp sau này ok chưa ạ à? nhá sau đó chúng ta khái quát xong thì chúng ta sẽ tiến hành kết bài thôi ok chưa sau đó các bạn sẽ tiến hành kết bài thôi thì ở kết bài này các bạn sẽ khẳng định lại về cái giá trị của nhân vật này với hình tượng nhân vật anh cu tràng xây dựng thành công hình tượng nhân vật anh cu tràng thì nhà văn kim lân muốn gửi gắm tới người đọc là gì được không ạ à? tôn vinh vẻ đẹp của những con người lao động trước cách mạng niềm tin vào cuộc sống và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái trích dẫn một cái nhận định nào đó để thay lời kết được không ạ à, ví dụ như là một cái lời nhận định của Kim Lân khi nói về tác phẩm của mình như sau tôi muốn cho độc giả thấy dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì tình người vẫn vượt lên trên tất cả có tình người là có cuộc sống có tình người là có hy vọng vào tương lai được không ạ nhá ví dụ là như vậy Em hoàn toàn có thể trả lời như thế. Các bạn các bạn hoàn toàn có thể viết như vậy. Khi mà chúng ta nói về cái hình xây dựng hình tượng nhân vật anh cu chàng xong thì chúng ta có thể chứng minh là gì ạ? À, xây dựng thành công hình tượng nhân vật anh cu chàng. Kim Lân đã thêm một lần nữa khẳng định lại quan điểm suy nghĩ của mình về uh, văn học chẳng hạn hay là về cái cách viết những tác phẩm của mình chẳng hạn ví dụ như thế hai chấm ở ngoặc kép tôi muốn cho độc giả thấy dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì tình người vẫn vượt lên trên tất cả có tình người là có cuộc sống có tình người là có hy vọng vào tương lai ví dụ như vậy ok không nhá thì uh, các bạn ơi đấy là cái đề về nhân vật anh cu chàng chị nghĩ là chị đã chữa cho các bạn và định hướng cho các bạn về cái hướng đi rất là tốt rồi đấy nên chị mong là nên chị mong là các em cũng nên là chị mong là các em cũng có thể học hành chăm chỉ dựa vào cái phần mà chị vừa hướng dẫn để các bạn viết. Buổi hôm sau phát trực tiếp mà có nhiều thời gian hơn thì chị sẽ chữa chi tiết hơn nữa. Chị sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách kết nối như thế nào và cách viết cách diễn đạt ra sao nhá. Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây. Ok chưa ạ? Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần giải đề tiếp theo và đừng quên là đừng quên là chị vẫn đang có lớp học văn tối ưu sắp khai giảng nhá. Nếu như mà muốn học cùng với chị Hiên này À, xem là chị à, học cùng với chị Hiên xem có hay không thì chúng mình hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin Và cũng đừng quên là chị cũng đang có những cái bộ tài liệu để các bạn ôn thi nữa nhá Nên là hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin để được tư vấn sớm nhất nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn sẽ có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ Ngày mai thì à, các bạn ở khu vực miền Bắc vẫn phải đi học à Các bạn miền Nam thì được nghỉ đúng không? Rồi, cảm ơn các em vì đã theo dõi phần livestream này hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần giải đề tiếp theo nha Bye bye